Qua mẹ bị nó rừng, cho tết ban bơ chất đốc giả cầm. Rừng nằn, rú phùng, cho nằm mà pháp vần cấn chốt hơn rào, cánh cỏ bú. Hà và ởi cỏ há sùm chờ các bưng khổ khốn ra cha. Bó quăng thả bưng ình ra hơn nước, hơi cò bản ná. Rừng nằn, cháu tổ cỏ cô hén hơn khẩn, khảm cài cắt khó ướt giá, dệt hở bồng kiến đầy rú đi hơn. Ăn năn lò bưng phủ những chu trở quân bờ rong no sẽ triển rú huyền vùng sùng phước sơn tỉnh Quảng Nam. Lò phủ những hẳn hoi bơ trở tạ độc, hà pha ơi há báo tan trở. Nó chơ bày hay bảy na dệt chàng vũ cỏ mày, ơi há cò khen trở khai hơn hang đi tấm bóng hiệp thủ. Pi sóng băng bày xíp hút, hồ mê ơi hát tóc hôn dệt đầy làng hơn trăm sam hỏi chợ mặn ngân bò mẹ cùng thôn phơ có môn mừng ven xanh hớt gần hàn ngoi vầy hớt gần tăng tanh vùng kiếm đất xú uốn ỉnh môn bộ còn ơi hát có đại hội liên hiệp phụ nữ xã Phước Hòa khải quảng ó cùng tên cá mớ. Cháu tôi khỏi có há hớt gần mình phải tự vươn lên chính bản thân khao cò há hớt gần năm dệt mười đào cò rú hớt bó sẽ rằng hơn nước choi giờ cò bó chắc chơ đào chí mết ướt giá há năm dệt hớt gần té long hèn khoảng chảo lò mi khắc nghề nhắn lùng hơn những đồng tiền mình mồ hôi xuống nước mắt của mình làm ra được mình ăn nó mới có ý nghĩa hơn. Chị Hà thì không đủ chân tay như mọi người khác, nhưng mà cái gương làm cái tép của chị bóng ít túc nò cào hết bé sưng cho hơn ấn ha ba ơi mắt cỏ lưng hớt gần mà bé kinh tế tách ra ở riêng xong bồ mê của há nó xình về cái pì lẻo thấy mọi người khác không làm được cho tôi khỏi có hình ơi há vào quân ven xanh cô hén hớt gần bản thân mình thấy phục đã phục sao rồi đáng để học tập. Mẹ hèn khòng bưng phủn nhính phúng sùng, có vào chàng cài, lặng hơn khòng ở nhí. Bón cho nằm mà lục quát dễ mết cùng chu nằm mà lịch sử. Há bần lằng, chu nằm mà, ở hồ thị nhí có thẳng tánh kho quăng tành phèn mùa máu. Tó cắp nắn, ở nhí có men văn khải phèn mùa nhắm, cánh cất ảo lông hê thù trầm hạt dít trước phản ngân. Khai nhị nằm mà co lầy xì mết hơn ha pha có thể bưng tình con thả lúc cho giờ khoảng hơn trước ở nhí có bằng cách cho hơn cầm quyết rất là nhiều tài sản cũng không còn và lại mắc mẹ cho hơn cò lầy mết xì chu tàng trương khòng từ không biết trừ mà khỏi co há chắc xong nuôi heo chắc quen hớt khẩn bằng cách lúc cho giờ còn bò me canh thì có tánh mù quậy mà pe hỗ trợ cái này cái kia chắc mình nuôi thêm tiếp từ không cố gắng vươn lên thôi từ biết làm đèn chuyện mình không thích mình đã có rồi gì đây chỉ cho ông trôi qua đây từ mình phải làm lại từ đầu ơi hát hứ có ơi nhí là xong cùng số hàng văn ơi nóc phủ những phúng sùng phước sơn hồ khám cài cắt khó vầy dết hờ bồng kiến đê xú khoảng trầu đầy tỉ hơn phương kiến đây xuống phúng sùng huy thể nhằm bị lại cắt khó lúc thiếu hà va lung cô hét hớt khẩn khoảng phủn nỉ nhưng hớt khẩn bét sưng mau khèo khoảng cỏ mày giúp ba bố